khát vọng nhà cao. Chỉ sau một năm ra mắt, doanh thu từ những sản phẩm Evora đã chiếm 70% doanh thu toàn hệ thống. Cuối năm 2016, chúng tôi vay ngân hàng mở rộng hệ thống từ 6 cửa hàng lên 18 cửa hàng trên toàn quốc. Ngôi nhà doanh nghiệp của chúng tôi cao lên chóng mặt. Lao đao vì móng. Cuối năm 2017, dòng tiền chững lại đột ngột, hàng loạt dự án phải đóng cửa. Một loạt nhân sự ra đi, hàng loạt nhà thầu thu cọc không giao hàng. Ngôi nhà doanh nghiệp của chúng tôi đang nghi ngả. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1.